Công an tỉnh Điện Biên Việt Nam và Công an hai tỉnh U Đâm Say, Phong Sa Lì, Lào vừa phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn. Theo đó, tháng 8 năm 2022, Bộ Công an thành lập ban chuyên án 822 nl gồm các lực lượng Công an hai nước Việt Nam, Lào, Ban chuyên án đã đấu tranh làm rõ hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam của chín đối tượng, gồm Phan xin Khi, sinh năm 1996, Vàng A Vã, sinh năm 1990, Thảo A Mang, sinh năm 1988, Vàng A Tùng, sinh năm 1996, Vừa A Tùng, sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Mường Nhé, Vàng A Thanh, sinh năm 1999, trú tại huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên. Lã Khăm Mạ Vong, tên thường gọi là Lã Dung, sinh năm 1975, trú tại Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì. Vàng A Chứ, tên gọi tại Lào là Vàng A Dền, sinh năm 1988, và Hay Tho, sinh năm 1999, trú Mường Say, tỉnh U Đâm Say, Lào. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến nay, các đối tượng đã mua bán vận chuyển 412 bánh heroin, 28 kg thuốc phiện, 3 kg ma túy đá từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ. Đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 đối tượng tại Điện Biên, Lai Châu và hai tỉnh của Lào, thu giữ 38 bánh heroin, 3 kg ma túy đá, một khẩu súng, 157 viên đạn các loại, một hộp tiếp đạn AK.